Hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, ông Prayuth Thavosiri, cho biết nghi phạm là người ngoại quốc và bị bắt tại một căn hộ ở Nông Jok, ngoại ô thủ đô Bangkok. Ngay sau khi lục soát căn hộ, cảnh sát tìm thấy những vòng bi và một số nguyên liệu tương tự được tìm thấy ở hiện trường vụ đánh bom. Theo Reuters, người đàn ông vừa bị bắt có ngoại hình giống với mô tả của các nhân chứng về nghi phạm chính trong vụ đánh bom ở đền Erawan hôm 17 tháng 8. Mặc dù truyền thông Thái Lan đưa tin nghi phạm vừa bị bắt có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thông tin này vẫn chưa được giới chức Thái Lan xác nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này trong những bản tin sau.